Phủ tướng có 3 tiểu thư, từ khi còn nhỏ đã khiến cả kinh thành chấn động. Trưởng nữ Tống Tú Ninh là Kim Ti hầu chuyển thế. Nàng là một mỹ nhân tài hoa xuất chúng, dịu dàng thanh tao, sắc đẹp vô song kinh thành. Thứ nữ Tống Hỷ Ninh là nấm độc chuyển thế, là cô gái ngây ngô như kẻ đần độn, mắt đờ đẫn khiến người gặp đều than thở. Còn nàng, Tống Uyển Ninh, là kiếp sau của khỉ núi Nga Mi, ngỗ ngược ngang tàng, hành xử như chó điên. Sau này, hoàng thượng ban hôn và để trưởng tỷ tùy ý chọn một trong 3 hoàng tử. Nhưng mẹ đột nhiên chằm chằm nhìn vào 3 hoàng tử, rồi bất ngờ nắm chặt tay hoàng hậu, nước mắt tuôn trào. Hoàng ân hạo đãng, tiếp không có gì để đền đáp ân huệ của hoàng thượng. Nguyện gả một tặng hai, để báo đáp hoàng ân. Nghe các bô lão trong phủ nói, khi mẹ hạ sinh, trong phủ tướng quân, phần lớn người đều xoay quanh viện của phu nhân, bỗng một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên khắp phủ tướng quân. Sau đó, tiếng bà đỡ báo tin mừng, chúc mừng lão gia phu nhân hạ sinh tiểu thư. Nghe nói, khi đại tỷ của vừa sinh ra, khóe miệng khẽ nở nụ cười, da trắng nõn nà vô cùng xinh đẹp, thân thể toát ra ánh sáng thánh màu vàng kim. Cha nắm chặt tay mẹ, nhìn vào chị cả trong tay bà đỡ mà hoa cả mắt, nói rằng vừa nhìn đã biết lớn lên sẽ là một mỹ nhân vô song. Cha chưa kịp định thần, mẹ thốt lên một tiếng kinh ngạc, bà đỡ đã đỡ ra đứa thứ hai, chúc mừng phu nhân và lão gia có thêm một cô con gái. Mẹ nói khi nhị tỷ ra đời, nhắm mắt không khóc tiếng nào, làm bà đỡ sợ đến nỗi phải vỗ mấy cái vào mông, mới tượng trưng rên lên một tiếng. Cha nắm tay mẹ càng chặt hơn vài phần, nước mắt nước mũi nhòe nhòe cả mặt. Phu nhân, chúng ta sau này không sinh nữa. Vừa dứt lời, mẹ liền hét lên như cá heo, đứa thứ ba hoa hoa vào đời, lần này là Uyển Ninh. Nàng nhắm mắt giãy giụa tứ chi, bà đỡ đánh một cái vào mông, nàng thét lên như con khỉ. Cha vừa khóc vừa sụt sùi, nắm chặt tay mẹ thêm vài phần, mẹ không chịu nổi nữa rút tay lại đấm ông một cái. Bà đây đang đẻ con, không phải thi vật tay đâu. Tướng quân phu nhân sinh một lần 3 đứa con, làm chấn động cả kinh thành. Mẹ vẫn chưa hết tháng ở cữ thì đã có phu nhân đến nhà muốn kết thông gia từ sớm, nhưng mẹ đã khéo léo từ chối. Sau này mỗi lần nhìn thấy Uyển Ninh và nhị tỷ, mẹ thường nhớ lại chuyện xưa và hối hận không thôi, chỉ muốn tự tát mình hai cái. Khi ba chị em họ lên 3 tuổi đã có sự khác biệt rõ rệt. Chị cả Tống Tú Ninh 3 tuổi đã biết đọc ngàn chữ, không khóc không nháo, gặp người luôn lễ phép, lại cực kỳ xinh đẹp, ai thấy cũng yêu quý. Hoa gặp hoa nở là bảo bối trong lòng cha mẹ, bộ mặt của phủ tướng quân. Nhưng nhị tỷ Tống Hỷ Ninh lại ngơ ngẩn khờ khạo, còn chưa biết nói năng ra sao. Vào ngày mưa, tỷ ấy thích ngồi dưới mái hiên đung đưa qua lại mà ngẩn ngơ, ai thấy cũng đều lắc đầu thở dài, để lại hai chữ đánh giá: khờ dại, khờ của kẻ ngốc. Mẹ vì thế không biết đã thở dài bao nhiêu lần. Còn nàng thì hiếu động nhất, mới 3 tuổi thích đu đưa trên cây, đu đưa trên cây phơi đồ, đu đưa trên xà nhà, còn thích đột nhiên xuất hiện cướp đồ của người ta. Cướp đồ của người ta thì thôi, lại còn thích cầm đồ ném người, ném lại còn rất chuẩn. Mẹ tức giận đến mức bốc khói 7 lỗ, nhưng cha lại coi nàng như bảo bối, hỏi thử xem ông lớn nào có thể chống lại được một đứa trẻ chớp mắt đã có thể nhảy lên ngọn cây, tôi lại đu sang cây khác. Cha khẳng định sau này tôi nhất định sẽ trở thành một nữ anh hùng. Nhà họ Tống có một cô gái vừa mới lớn, chớp mắt đã sắp đến tuổi cập kê. Tống Tú Ninh như mọi người mong đợi, tài hoa ngút trời, thơ từ ca phú không gì không tinh thông, dịu dàng xinh đẹp không ai không tán thưởng, thật sự là đẹp nhất cả kinh thành. Tống Hỷ Ninh vẫn như thường ngày ngơ ngác, mỗi khi trời mưa lại ngồi dưới mái hiên đung đưa, nhưng mẹ đã hết lòng dạy dỗ, cuối cùng cũng biết chữ và nói chuyện, chỉ là vẫn không thích nói nhiều. Còn cha thì nói đúng sự thật, Uyển Ninh trở thành một cô gái kỳ lạ. Cha là tướng quân trong quân đội, còn Uyển Ninh thì thích lẩn vào rừng sâu núi thẳm, dẫn đầu bầy khỉ, trở thành vua của loài khỉ. Hầu vương tiền nhiệm đến nay vẫn bị thuộc hạ của nàng theo dõi, chú tạm trên khúc gỗ trôi trong cái ao nhỏ không dám lên bờ. Chị cả Tống Tú Ninh đang ở lầu Văn Xương ngâm thơ đối đáp với mọi người, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Lúc đó có một chàng trai tuấn tú e thẹn bước tới tặng chị một chiếc châm hoa, hoa châm và mỹ nhân, chính là đại công tử của phủ thượng thư. Chị cả với nụ cười dịu dàng trên gương mặt đang định mở lời thì Uyển Ninh từ bàn khác nhảy phóc tới trước mặt họ, tật lấy chiếc châm từ tay chàng trai, cầm châm gõ hai cái lên bàn, đến cái thứ ba thì gãy. Uyển Ninh liền vứt chiếc châm xuống đất với vẻ khinh thường, không chắc chắn, không tốt. Người đàn ông nổi giận đỏ mặt, chửi thề thô tục, tùy ý lấy đồ của người khác, thật vô lễ. Trong nháy mắt nàng tụt quần hắn xuống, huýt sáo thật lớn và chia sẻ một sự thật thú vị: 10 tuổi vẫn đái dầm, huynh có phải là bị bệnh gì không vậy? Công tử lớn nhà thượng thư xông đến đánh nàng. Uyển Ninh một nháy mắt lách qua và ném một quả táo vào trán hắn, hắn cứ vậy mà nằm gục xuống đất. Trương phu nhân ở phủ thượng thư đã đến làm ầm lên, mẹ cười và bồi thường tiền bạc rồi xin lỗi, còn muốn túm Uyển Ninh ra đánh một trận, nhưng tiếc rằng bà không thể túm được. Trong lúc Trương phu nhân đang giận đỏ cả mặt, mẹ chỉ về hướng Uyển Ninh chạy trốn và mắng mỏ. Về việc này mẹ đã thành thạo khiến người khác xót xa. Trương phu nhân cũng nổi hứng, nở nụ cười với mẹ, lờ mờ bày tỏ: con trai ta đã bị thất thân trước đám đông, bị làm mất mặt, bây giờ lại không dám ra khỏi cửa. Ta đâu phải đến đòi bạc từ cô, ta chỉ lo sợ sau này không tiện cầu hôn thôi. Mẹ lại lần lượt xin lỗi, đã cho Trương phu nhân hai chiếc vòng tay ngọc. Trương phu nhân không chỉ không nhận mà còn cho mẹ thêm hai cái nữa, tất cả đều là những vật phẩm thông thường, hiện nay đã ảnh hưởng khá nặng nề đến con trai ta, không bằng gả Tú Ninh nhà các người đến phủ ta làm dâu, chúng ta liền kết thân. Đống bạc lẻ nàng cũng không đủ, phải đền cho họ Tống Tú Ninh. Mẹ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, bạc này thích thì cứ lấy, không thích thì thôi, có khả năng thì đi trình bày với hoàng thượng, nói rằng con gái nhà ta bị con trai nhà các người bắt nạt đấy.
con trai nhà bà là loại gì? Ăn chơi cờ bạc, cái gì cũng dính. Còn muốn nhòm ngó con gái nhà ta, cút ngay ra khỏi đây cho ta. Miệng mẹ như súng thần công, Trương phu nhân cũng chẳng phải dạng vừa. Bà có tư cách gì mà nói về con trai ta? Không nhìn xem nhà mình có một đứa ngu ngốc, một đứa điên, cả đời này đừng hòng gả được chồng. Trương phu nhân bị mẹ dùng chổi quét thẳng ra ngoài cửa. Lời nói của Trương phu nhân đã khiến mẹ tổn thương nặng nề. Ngày ngày chỉ biết thở dài than vãn, chàng nói xem nhị nha đầu và tam nha đầu phải làm sao. Bố cười ha hả, không cần lo lắng, dưới trướng ta còn 20 vạn quân sĩ, con gái ta ưng ý ai, nếu không tuân theo, trừng trị theo quân pháp. Nói xong, Huyền Ninh bị mẹ đạp một cái vào đầu. Váng váng nhưng không đau, tay trái ta cầm quả đào, tay phải cầm quả chuối. Một chân đu lơ lửng trên cành cây, ăn xong, vứt vỏ chuối xuống dưới chân quản gia, hạt đào ném về phía Tống Hỷ Ninh đang ngồi trong hang tối tăm sau ngọn núi giả. Mẹ tức giận, nhấc chân cha lên, cởi một chiếc giày rồi ném về phía Huyền Ninh. Mẹ mắng, hệt như một con khỉ điên. Mẹ suýt nói đúng, không giống như khỉ, Huyền Ninh chính là khỉ. Thực ra nàng là khỉ chuyển kiếp thành người, là con khỉ khét tiếng ở núi Nga Mi, vì kiếp trước kiêu ngạo, ngang ngược, làm nhiều điều ác, nên bị phạt làm đối trọng với chị gái, rèn rũa tính cách. Tuy nhiên Huyền Ninh thấy chẳng có tác dụng gì, tránh thoát khỏi sự dây la của mẹ, Huyền Ninh quyết định đi vào hang động giả sơn để trốn tránh. Nắng hè chói chang, tiếng ve râm ran, Tống Hỷ Ninh cảm thấy uể oải. Cô ấy ghét tất cả các mùa ngoại trừ mùa xuân, đẩy mạnh vào mông của Tống Hỷ Ninh để chỉ cô ấy nhường chỗ ngồi. Đôi chân nhỏ của cô ấy di chuyển sang một bên, trong miệng cô vang lên một giai điệu, âm thanh êm ái dễ nghe. Ô đỏ, cái cầm trắng, ăn rồi chúng ta cùng nằm xuống như trong quan tài. Nghe rõ nội dung lời bài hát, lòng Huyền Ninh một chút hoang mang có một suy đoán táo bạo. Kiếp trước Huyền Ninh mặc dù chỉ là một con khỉ dại, nhưng nàng là một con khỉ dại có phong cách riêng biệt. Những con khỉ khác cướp điện thoại và đập hạt rẻ, Huyền Ninh không giống như vậy. Nàng biết làm video trên Douyin, vì vậy Huyền Ninh biết Hỷ Ninh hát gì, hỏi thăm dò. Ta là khỉ ở núi Nga Mi, ngươi là ai? Tống Hỷ Ninh từ từ quay đầu lại, nước mắt lăn dài trên má. Hu hu hu, ta là một cây nấm. Kiếp trước ta vô tình đầu độc, hạ ổ băng đảng tội phạm ẩn náu trong núi. Phần thưởng, ta được sống kiếp người. Hu hu hu, ta không muốn làm người chút nào, làm người chẳng tốt đẹp gì. Ta muốn làm nấm. Hu hu hu, thương xót. Huyền Ninh kéo khuôn mặt khỉ nhăn nhó lại, cố gắng an ủi Hỷ Ninh. Đừng nghĩ quẩn, làm người rất tốt, làm người để được ngắm khỉ. Bàn tay khỉ của nàng lau đi những giọt nước mắt trên má Hỷ Ninh. Bỗng nhiên, Huyền Ninh nhìn thấy một đàn khỉ con mọc cánh đang nhảy múa trước mắt mình. Tại có loại khỉ này nữa ư? Chắc chắn là con được ngoại tình hoặc con cái đã lừa dối. Huyền Ninh lắc lư Hỷ Ninh, đưa cô ra khỏi núi giả. Khi mẹ nhìn thấy Hỷ Ninh đang khóc, bà vội vàng dang rộng vòng tay yêu thương. Trước khi Huyền Ninh kịp nói ra hai chữ có độc thì đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, nửa phủ tướng đã sụp đổ. May mắn thay, trưởng tỷ thông minh đã kịp thời mời đại phu đến, nhờ vậy mà nửa mạng sống của chủ mẫu được cứu. Đại phu nói Tống Hỷ Ninh là một cơ thể độc nhất vô nhị mà hiếm khi gặp được. Nghe xong, mẹ lại lăn ra ngất xỉu. Trưởng tỷ ngồi bên giường Huyền Ninh, bóc một quả chuối đưa cho nàng. Ánh nắng rọi xuống người nàng như được phủ một lớp kim sa, vô cùng cao quý. Huyền Ninh là con khỉ tinh nghịch của Nga Mi, nhị tỷ là nấm độc. Trưởng tỷ cùng mẹ sinh ra không thể là người bình thường. Trưởng tỷ, cả hai chúng ta đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Tỷ là ai? Trưởng tỷ ăn xong quả quýt trong tay, tiện thể nhai cả vỏ quýt. Kim ti hầu, mặt khỉ của Huyền Ninh bỗng trùng xuống. Ta biết rồi, kiếp trước nàng còn là khỉ là do kim ti hầu hại, nên lũ khỉ bọn họ trên núi Nga Mi mới bị bắt nạt trên mạng. Cũng chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp, không ngờ kiếp này làm người, lại gặp được. Huyền Ninh kéo khuôn mặt khỉ lại gần và hỏi, tại sao tỷ lại chuyển kiếp thành con người? Trưởng tỷ không vội vàng mà trả lời, hiền thục, đáng yêu, được mọi người yêu mến, khen ngợi hết lời. Phần thưởng là trở thành trưởng nữ của nhà quyền quý, trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp. Huyền Ninh tức giận đến mức muốn nổ tung, ngửa mặt lên trời gào thét để trút bỏ sự bất mãn. Mọi người đều lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì? Vừa dứt lời gào thét, bên ngoài đã vang lên tiếng mắng chửi của mẹ. Tống Huyền Ninh, con lại la hét cái gì vậy? Ba chị em họ đã đến tuổi cập kê, người đến cầu hôn Tống Tú Ninh đã chen lấn đến tận cửa. Trong đó cũng có không ít công tử nhà tử tế, nhưng mẹ rất xót xa, sợ rằng khi trưởng tỷ gả đi, hai người họ ở nhà có thể khiến bà ấy tức đến chết. Vì vậy, muốn giữ lại thêm 2 năm nữa. Nói thì nói vậy thôi, Huyền Ninh đâu có ngu mà không hiểu ý mẹ. Mẹ muốn tìm con rể nhà có nhiều con trai, tính tình lại tốt. Ai cầu hôn chị cả, mẹ sẽ tiện tay gán ghép hai đứa em cho luôn. Đáng tiếc, yêu cầu này đến chó nghe cũng lắc đầu. Mẹ nghiến răng dậm chân, không cam tâm. Kết quả là giờ đây trưởng tỷ vẫn chưa đính hôn. Đơn giản là cô ấy không bao giờ vội vã, cơ thể toát ra một loại vật tính. Về chuyện của Huyền Ninh và Tống Hỷ Ninh, chỉ cần dùng một sợi lông khỉ để suy nghĩ cũng biết, việc chia tay là điều không thể xảy ra trong đời này. Loại cho không ai lấy ấy. Thật ra Huyền Ninh và Tống Hỷ Ninh đều không vội, nhưng mẹ thì vội. Sau nửa năm khấn vái tổ tiên mà không thấy khói lam tỏa ra, mẹ đổi sang theo đạo Phật. Vào một ngày đẹp trời, mẹ dẫn ba chị em lên chùa Thiên Phúc cầu duyên. Trên đường đi, mẹ hung hăng cảnh báo hai đứa, nếu không thành tâm, lão nương tha hồ mà trừng phạt. Chờ mãi không thấy gì, mẹ nổi giận, tiền hương hoa dâng lên nhiều lần và còn dự định ăn chay niệm Phật ở chùa Thiên Phúc nửa tháng. Chị cả vốn dĩ luôn chiều lòng mẹ nhất, vẫn ngoan ngoan quỳ gối trên chiếc nệm rơm, chậm rãi thưởng thức chuối. Ống Hỷ Ninh tìm một khe đá lớn ẩm ướt phủ đầy rêu phong để ngồi ngẩn ngơ, còn Huyền Ninh lên rừng sau nhà. Nơi đây cây cối sum suê, trái cây hoang dã nhiều vô kể, còn có đủ loại động vật để trêu chọc và xua tan tâm hồn khốn khổ của Huyền Ninh.
Đối với nàng đây chính là thiên đường. Huyền Ninh đu đưa trên cây, từ cây này sang cây khác, vừa đu đưa vừa ăn trái cây hoang dã, vừa gọi khỉ. Mất đi sự kìm hãm của mẹ, bản tính hoang dã của Huyền Ninh được dịp bộc lộ. Đây mới chính là nhà của nàng, đang đắm chìm trong những trò nghịch ngợm của loài khỉ, bỗng nhiên từ trong đám cỏ rậm mọc um tùm một người lao ra, nói hai từ cứu ta, rồi ngã xuống đất. Trời ơi, suýt hù chết khỉ rồi. Cách đó không xa, một toán người mặc đồ đen ập đến. Huyền Ninh muốn bỏ chạy, nhưng dù sao cũng đã từng làm người, còn chút lương tâm, vì vậy Huyền Ninh đã dìu dắt người đó. Và thế là một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc xuất hiện trong khu rừng. Một thiếu nữ xinh đẹp, hai chân kẹp lấy một người, lắc lư giữa những tán cây như một chú khỉ con, nhìn gã áo đen càng lúc càng xa. Huyền Ninh đắc chí, rừng là nhà của ta, cùng khỉ thi thố tốc độ trong rừng, cười đến chết, lắc lư, thậm chí còn có thời gian hái quả ném vào họ. Bách phát bách trúng, giữa chừng nam nhân bị đánh thức trước cảnh tượng bản thân đang bay lơ lửng giữa không trung. Hắn rất ngạc nhiên, nhưng với tốc độ nhanh như vậy, hắn không kịp ngạc nhiên, nôn hết mật đắng trong bụng ra ngoài. Mặt hắn nhăn nhó, nói khó khăn, hầu hiệp, có thể đi chậm lại được không? Đi nhanh thế này làm sao nhìn rõ đường, lỡ lại đụng ta vào cây thì sao? Nói xong, hắn đã đụng vào cây. Chết tiệt, nhất thời quá đắc ý, quên mất tính cả chiều cao và chiều ngang của mình. Huyền Ninh tìm được một hang động rất kín đáo, đặt hắn xuống và kiểm tra vết thương. Bị Huyền Ninh va vào như vậy, vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, trên trán hắn nổi lên một cục u lớn màu xanh tím. Hy vọng hắn sẽ không trở thành kẻ ngốc, đây không phải là chuyện Huyền Ninh có thể giải quyết được. Nàng quyết định để hắn ở đây trước, đi tìm người giúp đỡ, tuyệt đối không thể nói cho mẹ biết. Nếu bà biết Huyền Ninh không thành tâm cầu Phật, mong được người tốt bụng cưới, bà sẽ không tha cho nàng. Tống Hỷ Ninh ngốc nghếch, chậm chạp, đầu óc không linh hoạt, gọi cô ấy cũng chẳng ích gì. Nghĩ đến cô ấy, Huyền Ninh không khỏi thở dài thườn thượt. Cây cối làm sao có thể biến thành người được chứ? Nên thử làm động vật trước đã, tìm kiếm cảm giác có não. Vì vậy, Huyền Ninh tìm đến chị cả. Chị cả nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng, ném Huyền Ninh cho mẹ để thu hút sự chú ý. Chị ấy mang thuốc đến chỗ nam nhân kia. Huyền Ninh không yên tâm lắm, chị có làm được không? Chị cả nghiêm túc nói với Huyền Ninh, chúng ta từng là một loài. Vì vậy, trước sự ngỡ ngàng của Huyền Ninh, chị cả đã đu đưa đi. Đúng là kim ti hầu, ngay cả khi đu đưa cũng đẹp hơn nàng. Ghen tị đến mức Huyền Ninh muốn nổi giận ngay tại chỗ. Thế rồi thấy mẹ vung đế giày về phía Huyền Ninh, không được nghịch ngợm trước Phật tổ. Con, vâng thưa mẹ, chị cả tối mới về. Huyền Ninh hỏi chị cả, người đó thế nào ạ? Chị cả nhíu mày một hồi lâu mới nói, sức khỏe thì ổn, nhưng đầu óc không được bình thường. Vừa tỉnh dậy đã hỏi miết chuyện đầu mình sao rồi. Nghe vậy Huyền Ninh hơi áy náy, hắn không nói là do nàng đụng phải người ta chứ. Đại tỷ biết Huyền Ninh làm việc tốt, nhưng trên đời này cũng không ít người tốt bụng lại làm việc xấu, loại người tống tiền còn nhiều hơn nữa. Chị gái nói sẽ giữ bí mật cho Huyền Ninh. Huyền Ninh nói là do quả trên cây rơi xuống đập chúng, Huyền Ninh còn đưa nó về chùa nữa. Muội có muốn đi thăm hắn không? Huyền Ninh lắc đầu lia lịa, tuyệt đối không được đi. Không chỉ bản thân mình không được đi, mà còn phải dặn dò chị cả không được đi nữa. Lỡ bị đám hắn y nhân rình rập thì mạng mình coi như xong. Còn nữa, lỡ mẹ biết được chuyện Huyền Ninh ngày ngày đu đưa trong rừng sau núi, thì 10 cái mạng khỉ cũng không đủ đền. Nhưng chị cả rất tốt bụng, vẫn thỉnh thoảng mang chuối đào đến thăm hắn. Mỗi ngày Huyền Ninh nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng là đã thôi nghĩ tới việc đi về phía sau núi, ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ thành tâm niệm Phật. Từ lúc mẹ chợp mắt ngủ gật, lẻn lên ăn vài món cúng. Cuối cùng thì đau đớn chịu đựng một nửa tháng. Khi xuống núi, sáng sớm cha đã đến cổng chùa Thiên Phúc. Huyền Ninh vui mừng nhảy lên vai cha, nhân tiện bỏ vào miệng ông một quả đào lông. Cha đến đón bọn họ rồi. Lúc nhỏ Huyền Ninh nhảy lên vai ông, ông rất vui mừng, còn giơ cao cao. Giờ lớn rồi, ông chỉ biết giữ một khuôn mặt hề cho đến khi Huyền Ninh xuống. Ta cảnh báo nàng làm như vậy sẽ không lấy chồng được. Không lấy chồng được thì mẹ sẽ buồn phiền. Khi mẹ buồn, ông muốn đánh nàng. Tiền triều muốn gây sự, cha đi tìm manh mối. Chẳng trách chùa Thiên Phúc lại nổi tiếng đến vậy. Có người vượt ngàn dặm xa xôi đến dâng hương. Hóa ra chùa Thiên Phúc thực sự linh thiêng. Vừa trở về từ chùa Thiên Phúc chưa đầy một tháng, vào một đêm trăng tối gió lớn, mây đen che khuất trăng, hoàng đế và cha cùng nhau bàn luận chuyện đại sự. Trong phủ tướng quân sẽ có hoàng hậu. Khi cha trở về, ông đã xin lỗi mẹ và chị cả. Hoàng đế tuyên bố muốn con gái của tướng quân phủ trở thành hoàng hậu. Cha đành phải tuân theo ý tứ của hoàng đế. Mẹ cũng thở dài một tiếng. Cha mẹ không muốn con gái lớn nhất vào cung làm phi tần, vì không chỉ mất đi tự do, mà còn mất đi tình yêu. Thứ duy nhất có thể có được chỉ là địa vị và quyền lực cao quý. Cha mẹ rưng rưng nước mắt, chị cả lại tỏ ra bình tĩnh, không kiêu không nịnh, chỉ thốt ra một câu, vậy thì gả thôi. Huyền Ninh ghen tị, cha nói, bệ hạ đã phán, hoàng hậu có 3 người con trai, Tú Ninh chọn ai cũng được. Sự ghen tị một lần nữa khiến Huyền Ninh trở nên mất kiểm soát. Nếu là nàng, chắc chắn nàng sẽ leo lên xà nhà gào thét điên cuồng. Ngay lúc tôi định cãi vã với chị cả, mẹ lườm Huyền Ninh một cái, như thể dây tiếp theo chiếc giày sẽ vỗ vào mặt. Lập tức Huyền Ninh im bặt, mẹ bỗng dưng sáng mắt như nghĩ ra điều gì đó, nắm lấy tay cha với vẻ vô cùng phấn khích, thiếp biết rồi, chùa Thiên Phúc linh thiêng lắm. Ngày hôm sau, hoàng hậu liền mời mẹ và trưởng tỷ vào cung để thăm hỏi và gặp gỡ 3 hoàng tử con trai của bà. Mẹ đã sớm dự đoán được việc này. Rạng sáng, họ đã lôi Huyền Ninh và Tống Hỷ Ninh dậy. Họ cho Tống Hỷ Ninh mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, mẹ nói như thế này trông hoạt bát hơn. Sau đó đưa cho Huyền Ninh một chiếc túi lớn, cảnh báo nếu con còn kéo dài cái mặt khỉ phá hỏng chuyện tốt, bà đây đánh chết con. Huyền Ninh buộc phải cố nở nụ cười, giả vờ ngoan ngoãn, tiện thể nhắc nhở mẹ
nương nương không nói là chúng con cũng phải vào cung mà. Lại ăn thêm một cái bạt tai, mẹ nói, cũng chẳng nói là các con không được vào cung. Mẹ dắt theo ba chị em vui vẻ hớn hở vào cung. Gặp hoàng hậu nương nương, chị cả quy củ hành lễ thỉnh an, còn nói vài câu hoa mỹ, nhìn là biết một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn. Tống Hỷ Ninh nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, mẹ lén lút nhéo vào người cô một cái,